Laptop Acer đi chỗ nào mà. Ô, anh Nam làm được không đấy? Có giỏi vào đây mà làm. Để em. Ông sao anh Nam? Quay thôi. Quay thôi. Ui, máy hôm nay vừa lag, vừa đơ lại còn chậm nữa. Bật nhiệt độ lên, nhiệt độ cao vậy. Dùng chích lỏ, xóa hết file mà cũng không làm máy giảm đi được. Có vài bạn không? Cùng sửa nha. Nếu như anh em đang sử dụng các dòng laptop gaming hiện nay thì đều có những các phần mềm tích hợp điều khiển như Acer, Armory Create, NitroSense và PredatorSense. Nhưng mà tôi chắc chắn với anh em một điều rằng anh em vẫn đang để chế độ mặc định, hoặc có thì vẫn setup qua loa, quạt quay vẫn rất là yếu. Vậy thì tự tin lên, để quạt quay mất hết tốc độ đi. Tuy có hơi ổn tí nhưng được cái là máy mát. Còn đối với những anh em đang sử dụng các dòng laptop không có bộ điều chỉnh quạt bên trong máy, nếu anh em đang đặt máy ở trên bàn sẽ thấy là xung quanh mặt bàn sẽ rất là nóng, và khi quạt trong máy hoạt động nó sẽ hút những dòng không khí nóng từ mặt bàn lên. Vậy cách thứ hai chính là không đặt máy trên mặt bàn nữa. Ngày xưa ấy, khi mà hồi sinh viên còn nghèo ấy, thì tôi thường kê laptop bằng sách, vừa đỡ lag vừa tiết kiệm chi phí. Còn bây giờ ấy, chỉ cần bỏ ra vài bát phở thôi là có ngay đế tản nhiệt. Đấy, như loại tôi đang dùng này, mua trên Shopee có vài bát phở mà chơi game làm việc cũng vừa đỡ lag mà lại còn mát nữa chứ. Nếu các anh em đã thử qua hai cách trên mà vẫn chưa thấy hiệu quả thì chắc chắn nguyên nhân là nằm ở chiếc laptop của anh em. Đã bao lâu rồi các bạn không tự mở máy ra, vệ sinh quạt máy, tra lại keo tản nhiệt? Các bạn có không nhớ mốc thời gian đúng không? Vậy thì đó chính là nguyên nhân làm cho máy anh em nóng. Anh em hoàn toàn có thể vệ sinh máy ở nhà được mà. Chỉ với dụng cụ như là một tô lô vít, một chổi sơn, một tuýp keo tản nhiệt xịn là anh em hoàn toàn có thể làm nhà rồi. Cái gì chứ, cái này ở nhà tôi làm suốt à? Còn nếu anh em lo sợ không? Lo sợ là hỏng máy này, tháo ra lắp vào mất vài con ốc thì thôi đừng làm nữa. Mà ngay đến TNC, là đội ngũ TNC sẽ hoàn toàn giúp bạn về vệ sinh quạt tản nhiệt này, tra keo tản nhiệt xịn này. Nếu em có những thắc mắc thì hãy comment xuống ngay phía bên dưới ở phần bình luận dưới video này. Và xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.